15 tuổi quyết định xa nhà theo thể thao chuyên nghiệp. Nữ vận động viên này sau đó đã giành huy chương vàng châu Á, huy chương vàng SEA Games và tấm huy chương vàng danh giá nhất, đó là huy chương vàng ASEAN 2018. Cũng trong năm 2018, cô là một trong những vận động viên tiêu biểu của năm. Cô gái ấy sẽ là nhân vật được chúng tôi nhắc đến trong chương trình Ký ức thể thao ngày hôm nay. Đến lúc này thì có lẽ nhiều người đã nhận ra nhân vật ngày hôm nay của chúng tôi là nữ vận động viên Bùi Thị Thu Thảo, nội dung nhảy xa môn điền kinh. Có lẽ tháng 8 luôn là mốc thời gian, ký ức không thể nào quên với Thảo. Nhờ thành tích này mà cuộc sống của Thảo đã thay đổi tích cực, tươi sáng hơn. Cách đây 3 năm, nữ vận động viên Bùi Thị Thu Thảo đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng hết sức ấn tượng cho Điền Kinh Việt Nam ở ASEAN 2018, nội dung nhảy xa với thành tích 6m55. Đây là tấm huy chương vàng lịch sử với lần đầu tiên thể thao Việt Nam nói chung và Điền Kinh nước nhà nói riêng đoạt huy chương vàng ở môn thể thao trọng điểm tại đấu trường ASEAN. Không phải ngẫu nhiên mà Bùi Thị Thu Thảo giành được tấm huy chương vàng đầy quý giá này. Thành tích của cô đã được dự đoán từ trước, bởi trước khi tham dự ASEAN 2018, Thảo đang là đương kim vô địch châu Á. Trong khi đó, 4 năm trước tại ASEAN 2014, cô đã giành huy chương bạc và từ đó trở đi, Thảo luôn nỗ lực tập luyện để nâng cao thành tích và nổi bật nhất là tấm huy chương vàng SEA Games 2017 với thành tích 6m68. Nhìn vào bảng thành tích của Thu Thảo trong vòng 3 năm kể từ sau ASEAN 2014 thì có thể thấy sự nỗ lực của cô khi thành tích đã được cải thiện lên đến 24cm. Vậy điều gì đã khiến Thảo nỗ lực đến như vậy? Hoàn cảnh của Thảo rất khó, thế cho nên lúc đấy là Thảo lại đi làm thêm phụ hồ phụ vững. Phấn đấu làm sao mình có thể có thành tích thì mình sẽ được ăn chế độ cao lên, tiền thưởng hay là tiền lương sẽ cao lên ấy, thì lúc đó mình không phải còn xin bố mẹ nữa. Tập luyện cũng vất vả nhưng mà em nghĩ mọi người rất kỳ vọng vào em nên là những phụ cực và chấn thương của em đó em đã cố gắng làm sao mình có thể vượt qua. Mười bốn năm gắn bó với thể thao, năm 2019, 28 tuổi, Thảo tạm dừng thi đấu, không tham dự SEA Games 30 ở Philippines để chăm lo cho gia đình. Cả tuổi thanh xuân gắn bó với điền kinh, vất vả có, hy sinh cũng có, nhưng sau cùng thì Bùi Thị Thu Thảo cũng đã có được cho mình một cái kết ngọt ngào trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Những chia sẻ của cô cũng sẽ thay cho lời kết của ký ức thể thao ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo. Cho em một lựa chọn một lần nữa chắc là em vẫn sẽ lựa chọn đi theo thể thao. Những thành tích và danh hiệu đó đã giúp cho cuộc sống của em đỡ vất vả hơn nhiều. Mình sẽ cố gắng phấn đấu nữa để có thể quay lại và đạt được những thành tích cao hơn nữa để mang lại vinh quang cho Tổ quốc.